nó mang một cái tầm ảnh hưởng á. Coi chừng là ai tới dịch luôn nha. À, à, quá. Đây, này là nước mình múc dưới sông lên. Đây là con cá chốt của anh Hiếu mới mò lên dưới sông lên nha mọi người. Ừ. Đây bắt là tặng tay dưới sông luôn đó nha. Giờ mình ăn cặp con cá với miếng lục bình nè. Ờ, dân giả mà. Đây là dân giả nha, dân miền Tây nha, miền Tây sông nước nha. Còn đây là ốc bu vàng. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại xã Tân Hoài, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Và trước mắt cô bác quý anh chị là chuyến đò qua thị trấn Phú Mỹ của huyện Phú Tân của tỉnh An Giang. Thì hôm nay thì theo hành trình của Bùi Hồ có anh Nguyễn Năm TV. Thì đây là cậu cậu Quang. Bên đây là cậu Út. Thì cậu Út lý do là hôm nay đi theo Bùi Hồ, lý do là cậu không tin là anh Hiếu có một cái biệt tài gọi là mò cá trên sông. Nên cậu Út hy sinh 500 ngàn của mình để mướn một cái chiếc đò cho cả 10 người đi lên đó để mà anh Hiếu mò rồi quăng cá lên rồi để ăn mừng 100 ngàn sụp gai của Bùi Hồ. Cậu Út khi mà gặp anh Hiếu mò cá mà bắt cho cậu Út nào giờ không gặp, nay mới trải nghiệm là đi thử, gặp mới biết, mới tin. Chứ nào giờ nghe nói không, chưa gặp. Rồi nếu như mà cậu gặp anh Hiếu mà quăng một cái con cá từ dưới sông lên mà từ cái gọi vậy là mới tin. Là tại nghe nói nãy giờ nghe nói chưa tin, rồi nay mới tặng mắt đi thử cho biết. Nếu như mà cậu gặp con quay một cái clip mà qua một cái hình ảnh như thế ông có tin không? Cái đó tin hơi hơi thôi, chưa có tin thiệt. Nào mà tặng mắt nay nghe nói ông này đi tặng mắt mà thấy mới tin. Vậy đó mà hay xin 500 ngàn luôn. Hay xin 500 ngàn mướn đồ đi. Là đứng ra mò. À, đây là cái bến đò Tân Hưng, một trong cái bến đò, một trong những cái con đò qua sông Vàm Nao bên kia. Thì hôm nay mấy anh em và cậu cháu sẽ cùng đi lên cái chiếc đò đây qua bên kia. Ôi sao qua bên đó được ta? À, kéo dây qua hả? Nặng lắm. Cậu Sáu thì đang ở trên cái chiếc xuồng mà anh Hiếu thường hay đi mưu sinh ở trên chiếc xuồng này. Ông biết bơi không cậu Sáu? Biết không? Biết lái cái chiếc đó không? Biết luôn thiệt không ông? Ai biết đâu, con đâu tin được. À, ông có tin anh Hiếu là bắt cá được không? Không tin hả? À, đây là cái chiếc đò mà mấy cậu cháu cùng thuê đi để ra con sông Vàm Nao. Đây là một cái nước phim kỷ niệm. Dặn đây là kéo lên luôn. Kéo lên. Em chạy cho cậu. Khiêng lên. Khiêng lên luôn. Anh Hiếu nói khiêng lên hả? Khiêng lên luôn. Ở đây đang khiêng lên nè. Thôi được không cậu? Được không trời? Anh Nguyễn Năm thước phim này quan trọng lắm nghe anh Nguyễn Năm. Nó mang một cái tầm ảnh hưởng á. Coi chừng là ai tới dịch luôn nha. À, quá. Không. Ồ vậy là mình khiêng lên nó vẫn không sao hả? Dân miền Tây mà vậy đó. Thành nữ ra là hôm nay là giống như mùng 5 tháng 5 với anh ha. Cái này là cái bếp than nè. Anh Hiếu, cho em hỏi là anh lấy cái chiếc xuồng nhỏ bây giờ anh lại lấy một cái chiếc đò lớn thì sao? Hồi đó thầy nghề của mình chạy đò mà. Dạ. Anh có anh gọi là anh có cái này anh biết lái 100 luôn hả? Anh chạy đò đó giờ cũng có 10 năm. À vậy hả? Rồi mới bỏ nghề mới lên bờ không có chạy đò nữa. À giờ mình mướn đò chủ đò sẵn sàng cho mình mướn, người ta biết mình là thuyền trưởng chạy đò đó giờ. À vậy hả? Chỉ có mình anh mướn được thôi. Nãy em nghe chủ đò nói là 3 triệu không cho mướn. 3 triệu không cho mướn anh Nguyễn Năm. 3 triệu. Đây là cái chiếc đò, trên cái chiếc đò thì nó có đầy đủ dụng cụ hết cô bác với anh chị.
than nướng nè, rồi rượu, rồi đồ thức ăn nước uống. Thì ngoài biệt tài bắt cá trên sông ở của anh Hiếu thì rất là nhiều người không tin, và ngay cả cậu ở đây cũng không tin là anh Hiếu có thể bắt cá trên sông. Thì ngoài đó thì anh Hiếu còn có thể có một cái tài năng rất là đặc biệt, đó là lái đò, là thuyền trưởng trên sông. Thuyền trưởng có thể chia sẻ là lúc mà lái đò như thế nó khác lái thuyền như thế nào ạ? Lái đò thì hồi đó giờ đây chúng ta cái cuộc sống rồi đó, đi lái đò để đò mướn trên sông. Rồi sau này thấy lương bấp bênh quá, muốn 5 triệu rồi có sợ đi bằng kiên, đi bò cá thì bò cá, nhưng mà ai muốn chạy vô á cũng muốn chạy ngày 300 ngàn. Rồi lái đò này nó có khó hơn lái thuyền của mình không, lái xuồng của mình không? Chắc là khó, tại cái này phải có bằng thuyền trưởng này, là mình giữ được mạng của người dân rồi. Lúc đó anh thì đò này là trên sông gần nào, thì có cái tình huống nào mà khó đối với anh không anh Hiếu? Không, không có bến đò là để khó cho anh hết. Cái này là bến, các bến công ty mình bên kia, nói chung là chủ đò đấu đâu mà đi theo đó. Tại sao này anh nghỉ quá lâu rồi, nói chung mình cũng còn có đi bến kia đò bọn rồi muốn đi chở du lịch người đang bắt chủ đò đấu cho. Cái bình thường người bình thường mướn người ta không cho, không ai cho hết. Tại không biết lái là ngày 5 triệu nó đấu giao đò cho bọn người dám giao. Chỗ này là biết lính chạy đò. Hôm nay thì cũng rất là may mắn khi em gặp anh, mà anh cũng rất là thương em. Anh mới chạy đi ra ngoài kia và hỏi là chủ đò, thì lúc đó thì chưa thái độ của chủ đò như thế nào? Rất là ok, nói gì cho anh em mình tụi mình đi chơi rồi này vòng vòng du lịch chứ quay phim rồi chủ đò nói thôi mày tao mới giao cho tao, người ta không giao. Tại với hai anh em mình đâu có đi cái chuồng nhỏ sóng gió rất nhiều thì nó nguy hiểm lắm. Mình đi chuồng đò lớn kéo chuồng lên. Ngày xưa cậu đi đò chủ yếu là để đi đến cái nơi điểm qua đò mình cần đến. Nhưng mà hôm nay là ông lại đốt than ở đây để đợi anh Hiếu bắt cá trên sông thì sao? Anh Hiếu bắt cá trên sông anh tận mắt mình thấy mình mới tin. Rồi còn có nghe ai nói không? Rồi cậu sao? Vậy rồi giờ nghe nói là chưa thấy, bữa nay đi chưa thấy ảnh mắt có thể đốt thang có tên của bò. Người ta nói cái ngày mà cậu là chuẩn bị trước là nó không hên, ông có tin gì điều đó không? Người nói tin để thử về sao chứ. Nếu như mà mình dùng 500 ngàn mà mình đi chiếc đò như thế này nó có phí lắm không? Không, nó đúng là phí mà nhặt mà không thấy ta bò cá nghe nói bỏ tay mình đi mướn 500 ngàn mình đi cho thấy tặng mắt mình tin, chứ mướn 500 ngàn là quý chứ không phải là không quý, mà mình muốn trải nghiệm cho biết thấy tặng mắt của mình đừng tin thử lên cao giống thiệt y gian thiệt ra lời đồn ta nói không. Nhưng mà giống như lời đồn thì 500 ngàn nó cũng được đúng không? Rồi bây giờ cái bếp than này chuẩn bị sẵn, cá này chưa lên nhưng mà khoảng chừng 5 phút nữa anh Hiếu sẽ lặn xuống mò cá và đốt than hẳn rồi. Cái chiếc xuồng này sao anh? Để này luôn hả? Thì anh sẽ đem gọng xuống dưới thôi phải không? Đây là cái nơi mình mò cá luôn anh ạ. À. Em hỏi anh cái này em có thắc mắc vậy nè. Khi mà mình chạy đò thì cái tiếng ồn với cá nó có chạy không? Bình thường. Nó có bị động cá không? Không. Sợ con nước mình đang đi nè, con nước đang lớn. Vậy hả? Rồi cá nó đi ăn. Mò được nhiều nên hay nhiều chứ không biết là có nhiều. Mình đâu biết chứ. Thì hiện giờ là nước đang lớn là cá nó mình thấy nó ít hả vậy anh Hiếu? Tại vì nước lớn là lúc nào cá không đi ăn, nước ròng mới có cá. Nó ăn chủ yếu là mình đi chơi du lịch chơi thôi, được nhiều hay nhiều. Cá nó ăn nó ngủ mình đâu biết được hả? Biết giờ nó đi chứ giờ này biết. Là nó đi. Cũng như mọi khi thì trước khi mà lặn xuống sông thì anh Hiếu sẽ gàn cái gọng của mình ngang cái bụng. Lặn xong anh Hiếu có gàn cái gọng này, cái gọng không nha, không có cá nha mọi người. Đây là chứng tỏ đàng hoàng nha. Đây gọng không nha. Chứ đừng nói anh Hiếu mà mua cá mà đem theo. Quay lại chạy rồi.
cũng hơi như vậy. Lên ơi. Chào anh. Nhiều không anh? Nước lớn thì à, tại vì nó chắc này nước lớn. Theo con nước. Giờ anh Hiếu sẽ chuẩn bị lấy cái gọng của mình lên nha. Đây. Tại ở có cá lớn rồi mình Hiếu. Nước theo con nước giờ lẽ đi anh. Có con cá chốt nào lớn lớn giống như hồi sáng của anh. Lấy lên cậu Hoàng. Rồi bỏ vô bếp lửa, bỏ vô bếp lửa đi. Cá lăng. Cá lăng. Cá lăng. Ốc. Ốc. Tôm. 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 Rồi bỏ lên cậu. Bây giờ đang tính cái gì đâu? Lấy cái gì chứ. À, đâu bây giờ mình đổ ra cái miếng bạc hay sao ta? Hay đổ đâu con? Đổ vô bạc nè. Đâu để. Cá chốt, cá lăng, tôm. À, sao tắt? Mở. Mở cho ông nữa. Cho miếng bạc đụng đẩy mẹ quá. Lăng nữa. Cái nghĩ mệt chứ cái gì. Bữa nay ốc mình nó cũng vàng hả? Vàng mà nó uống ốc vàng như này uống vàng dữ chưa. Đây cá còn Hiếu mới mò dưới sông cái lên nha mọi người. Cá chốt. Ồ luôn cá chốt cá lăng. Ờ có con cá heo nữa. Cá lưỡi trâu đó. Cá lưỡi trâu hả? Lưỡi trâu. Cá lưỡi trâu mà ông cũng bắt được nữa. Chặt đi trời. Nướng dễ thì nhảy gì vậy? Có con tép đây nè. Đó. Con này cũng hiếm gặp anh Nguyễn Nam. Con này lạc lợn. Con này kêu con cá thần bơn á. Cá thần bơn hả? Ừ. Cá này là gì? Tôm ăn tiếp. Tôm. À, bỏ lên cọc. Nhảy ra. Này cũng 5kg trời 5kg à. Tại cái con nước á, con nước nó lớn nên ảnh lạnh lặn hơi lâu. Cái con này là có con dẹm cờ nè. Không. Dạng bình chứ. Bình mấy con cá kia bỏ mấy con cá nguyên cái giữa đừng cho nó nhảy rồi. Đó. Ở đây tốt trên một nóc. Rồi lên. Bắt con cá lưỡi trâu con. Cá lưỡi trâu nó nhảy không? Không vậy. Nào đưa như chết đưa không vậy. Tại con sống đưa như chết như vậy. Tới con cá đó mà cũng bắt được. Nó lạng sát đất luôn. Ờ con cá này khó lắm không? Con nhớt nữa. Đúng rồi, nó dịp lép mà cũng bắt được. Nghe đâu có khó. Ờ cái đó đó anh ăn cộng gì vậy? Đây là lục. Tôi á mà cá chiên chiên các bạn. Ăn được. Giờ chấm muối ăn chỗ ăn xem nha. Rồi hả? Ừ. Đây là lục bình nha mọi người. Cái cảm giác nó là sao? Cảnh giác đồng quê. Đâu anh cầm thử miếng cá này coi. Nè, cá này nè. Đây là con cá chốt của anh Hiếu mới mò lên dưới sông lên nha mọi người. Ừ. Đây bắt là tặng tay dưới sông luôn đó nha. Giờ mình ăn cặp con cá với con miếng lục bình nè. Ờ dân giả mà. Đây là dân giả nha, dân miền Tây nha, miền Tây sông nước nha. Còn đây là ốc bu vàng nha. Ốc bu vàng mất giá mà ăn ốc con cá. Nha các bạn. Ốc bu vàng sông nó ú lắm. Nè Hiếu. Nóng quá. Quá là quá siêu. Bạn cũng uống cái trời ăn hoài hả? Nè, chấm muối ớt. Nãy giờ đâu cái chục chồng rồi tới chưa hoài. Chấm một miếng. Bỏ rồi nó cái muối ớt cái này coi bà tóc. Nè bắt đầu ăn ngon. À, ngàn mấy nãy giờ ông nhai. Ăn cái lục bình này ăn nó ngon lắm. Ngon nó ngọt. Nó có cái tính hàn nữa đó anh. Mát á. Mát.
Cô bác với chị níu lên rồi. Có không anh? Tí hết hả? À, 4-5 con rồi nè. Không nhiều quá không? Khó bắt lắm không? Cái việc mà nước lên nó bị ảnh hưởng đến cái quá trình mình bắt cá hay sao nếu? Dạ. Dạ. Tại nãy mò cũng lâu anh cũng có nói trước. Dạ. Chơi xong nước thôi. Dạ. Chứ nước con nước rộng vô, con nước rộng mới có cá. Dạ. Nước lớn thì chủ yếu là mò nhậu gì khó là hên rồi đó. Dạ anh. Anh Hiếu cũng là một cái người lái đò thiện xã chứ không phải đơn giản. Lặn một hơ bột nước rộng, nếu lặn một hơ bột là cá lo nhậu. Đầy rộng luôn. Chưa sáng anh em mình đi đó. Dạ. Giờ trời mát dịu lên ha. Như anh hôm nay thì khoảng mấy giờ nào, nước nó mới gồng xuống? Nước này chắc cỡ 2-3 giờ chiều. À, yeah. Cái này là lục bình anh ha. Khi mà mình hái cái lục bình này thì như thế nào ta? Đây, mấy hái mà cái nào mà nó còn ốp cái lá này nè thì hái ăn được. À, như nè, như cái này nè. Như này nè. Ừ. Như là hái nè. Nè nó non. Non. Ừ. Nó non mình ăn rất ngọt luôn. Dạ yeah, ha. Ừ. Em cũng được nè. Ừ. Nè nó còn ốp cái lá non này nè. À. Thôi vậy em đem này xuống em rửa. Anh Năm ơi, thì hiện nay nước như thế này nè, mình rửa đồ ăn được đúng không? Anh lấy uống được không? Uống bình anh này. Lấy một miếng anh uống thử cho em coi. À. Đây này nè, múc nước mới rồi, múc cái dưới lên nè. Dạ. Múc dưới lên được. Này. Để bên đồ đổ nó hết nước đó đi. Xích ngoài kia ở ngoài này có ấy. Xích ngoài kia kìa anh. Xích ngoài kia kìa. Kìa. Này là nước bạc nha mọi người, nước sông cái nha. Nước này vào khoảng tháng 6 thì nó không trong bằng tháng 2, tháng 3 đúng không? Ừ. Đây. Này là nước mình múc dưới sông lên. Nè anh cầm đi, anh cầm đi cho em uống. Nước ngọt luôn nha mọi người. Ngày xưa khi mà em đi ruộng á thì không có nước uống, người ta vẫn lấy nước đồng quá. Đúng rồi. Vẫn ngọt nhưng mà nó vẫn còn hôi mùi ấy nha. Hôi mùi gì đó. Phù sa. Ừ. Hôi mùi phù sa. Thôi mình lên ra đây đi. Anh Hiếu với lại cậu Sáu, cậu Hoàng là cậu của Bùi Hồ á thì đang đi lại cái đằng gần đằng bè đằng kia. Tại vì anh Hiếu anh nói là ở đằng kia thì sẽ có tôm. Rất là nhiều tôm ở đó. Thì mấy anh em đi ở đó, sau một thời gian thì sẽ quay lại nha. Cái chiến lợi phẩm của mình sao anh Hiếu ơi? Anh Hiếu. Sao vậy? Ok không? Ở đây nó không nhiều hả gì anh Hiếu? Nó không nhiều bằng hả gì? Vô cá mè hôi hả anh Hiếu? Anh vô con cá mè hôi á anh Nguyễn Năm. Ai ghê hả? Đụng đá mà không mà vụt hả? Ủa nghe. Tôi đi ấy rồi, đi chạy ngày này chưa dài nữa. Đang bơi xuồng. Cá tháng 4 rồi. Cá cóc bự không anh? Cho em xem với. Ba cũng được. Ồ. Ê cổ ơi.
như ý nguyện của ông luôn rồi đó. Con cá vậy bự bự nướng cho đã nè. Nè. Đây là chiến lợi phẩm của anh Hiếu này. Có kiếm nó đó. Ừ. Cá cốc kìa. Cá mè Vinh. Cá cốc. Nhưng cá tra ba con. Cá cốc kìa. Bỏ lên cốc. Cá cốc bự quá kìa. Bỏ lên. Cá cốc này mấy trăm ngàn. Bắt lên. Cá cốc mà. Trời ơi, ghê vậy. Mỏ lên, bỏ cá cốc. Này cá cốc hả? Cá cốc. Còn cá đó. Cá bự nè. Cá này. Cá tra hả? Còn cá này cái. Cá mè Vinh. Không phải con cá mì lưới. Mè lưới hả? Mì lưới. Con cá mùi hôi mà ơi. Nè cá mùi hôi nè. Là sao biết? Sao biết nè. Mè hôi hả? Cá mùi hôi nè. Là con cá này là nói như là kiểu hiếm lắm, lâu lắm nó bắt được. Nếu mà trên sông là lâu lắm mới bắt được con đó. Dạ. Thôi lâu. Ăn ngon không? Thịt nó ngon không? Sao giống cá bông lau vậy? Nướng thì nó ăn nó hơi bị nướng thì ăn không hầu, mà làm cái khác thì nó ăn hơi hầu. Rồi bỏ lên nướng đi.